Quan chức Canada cảnh báo rằng các đồn cảnh sát Trung Quốc đang hoạt động ở nước này trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Canada hôm 14 tháng 5, Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Canada Marco Mendicino cho biết có thể có thêm các đồn cảnh sát Trung Quốc đang hoạt động ở Canada. Tôi tin rằng cảnh sát Hoàng gia Canada đã có hành động cụ thể để ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài vào mối quan hệ với các đồn cảnh sát đó. Và nếu các đồn cảnh sát mới mọc lên, cảnh sát sẽ tiếp tục hành động quyết liệt, ông Mendicino nhấn mạnh. Tuyên bố trên được đưa ra sau 2 tháng kể từ khi cảnh sát Canada thông báo họ đang điều tra liệu hai trung tâm cộng đồng ở Montreal có được sử dụng để đe dọa hoặc quấy rối người Canada gốc Hoa hay không. Đầu tháng 5, truyền thông Canada đưa tin các trung tâm ở Montreal vẫn hoạt động bình thường, bất chấp tuyên bố của Bộ trưởng Mendicino rằng tất cả các cơ sở bí mật này ở Canada đã bị đóng cửa. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của Canada. Quan hệ giữa Canada và Trung Quốc tiếp tục leo thang sau khi hai nước thông báo trục xuất các nhà ngoại giao của nhau. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.